Mình khẳng định với các bạn luôn, Oppo Find 2 Flip tính tới thời điểm hiện tại thì đây là chiếc điện thoại mình thích nhất và ấn tượng nhất. Mình đã sử dụng nó khoảng hơn một tháng vừa qua với rất nhiều phiên bản phần mềm thử nghiệm nội bộ cũng như là phiên bản phần mềm thương mại, thì nó có rất là nhiều ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những điểm đó. Chào mừng các bạn đến với OFans, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Khi lần đầu tiên thấy chiếc Oppo Find 2 Flip này á, thì các bạn biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào không? Mình chả làm gì hết, mình chỉ cần cầm lên và nhìn như thế này và ngẫm nghĩ một hồi lâu, xong sau đó thì mình wow. Chỉ như vậy thôi. Bởi vì trên chiếc điện thoại này có hai điểm mà mình ấn tượng nhất, đó chính là phần màn hình ngoài siêu to. Vào thời điểm ra mắt thì Find 2 Flip là chiếc điện thoại đầu tiên có màn hình ngoài to đến như vậy. Và thứ hai là cái phần nắp bản lề này, Oppo đã phay xước nó nhìn chắc chắn hơn cũng như là đẹp hơn khi có hai gợn sóng đang chéo vào nhau. Nó chắc chắn ở chỗ là hôm trước mình lỡ móc điện thoại này ra từ trong túi quần khoảng 1 mét, thì vì trơn quá cho nên là mình đã lỡ tay làm rớt điện thoại. Nhưng trộm vía là cái phần bản lề này đập xuống nền đất, vì vậy thì nó chỉ để lại hai vết xước ở trên cái phần bản lề này thôi, trong khi cái phần nắp lưng cũng như là màn hình thì không hề suy xuyển gì, thì đó là một sự rất là may mắn. Vì vậy thì các bạn rất là yên tâm về phần bản lề của Oppo Find 2 Flip này nhé. Cá nhân mình thấy thì phiên bản màu tím đẹp hơn, nhưng là vì bóng nên bám khá nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Thật ra điều này cũng không quan trọng lắm, bởi vì mình thấy là đa số các bạn mua chiếc máy này về đều bỏ ra rất nhiều tiền để mua cho nó một chiếc ốp lưng, thậm chí là rất nhiều chiếc ốp lưng khác nữa, như là một món trang sức cá nhân của mình vậy. Ở phần bản lề gập thì có hai yếu tố, nếu như yếu tố 1 là ưu điểm thì nó sẽ là nhược điểm của yếu tố 2 và ngược lại, mình sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn. Thứ nhất là máy không gập mở được ở mọi góc độ, chỉ khoảng 45 độ thôi, nên bạn dễ dàng gập mở được bằng một tay. Mở ra cũng dễ hơn bởi vì bản lề này có độ cứng vừa phải. Còn yếu tố thứ hai là nếu như bản lề gập được ở mọi góc độ thì nó sẽ rất cứng và các bạn sẽ khó gập mở bằng một tay được. Ngoài ra, vì sử dụng bản lề giọt nước nên màn hình gần như là không có nếp gấp. Đặc biệt là khi thời đại nước dọc nhiều như hiện nay thì các bạn sẽ thấy được là việc màn hình không có vết hằn, nó sẽ là một ưu điểm rất lớn. Cái vết hằn quá sâu nó không chỉ khó chịu cho mắt của chúng ta mà còn khó chịu cho ngay chính cái ngón tay của bạn nữa. Thật sự thì khi đánh tay ấy, mình cứ hay gập như thế này. Đó, gập trong vô thức vậy thôi. Bởi vì nó phát ra một cái tiếng là bột bột rất là vui tai. Mà mình cũng rất là yên tâm bởi vì Oppo Find 2 Flip có cái số lần gập mở lên đến là 400.000, rất là bền. Cho nên là các bạn có cái thói quen xấu như mình á thì cũng không phải lo đâu nha. Bên trên mình đã nói rất nhiều về nếp gấp của Oppo Find 2 Flip rồi, cho nên phần này mình sẽ không nói lại nữa. Nhưng về tổng thể thì nó cho mình một cái trải nghiệm tương tự như trên chiếc điện thoại Thanh. Đó là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Còn về thông số thì Find 2 Flip có màn hình chính là 6.8 inch AMOLED Full HD Plus. Đi kèm với đó là tần số quét 120Hz trên tấm nền E6. Độ sáng cao nhất của máy đạt là 1600 nits, nên khi ra ngoài trời sáng thì sử dụng rất là thoải mái. Nhiều bạn đòi hỏi là màn hình flagship phải có độ phân giải là 2K đúng không? Nhưng theo mình thì nó có hai điểm sau. Thứ nhất là màn hình 2K và Full HD thì nó không có quá nhiều sự khác biệt khi chúng ta xem trên điện thoại. Thứ hai là 2K nó sẽ tốn pin hơn, đặc biệt là phần năng lượng rất là thiết thực đối với một chiếc điện thoại gập, nên tiết kiệm được bao nhiêu thì chúng ta càng lợi bấy nhiêu đúng không? Rồi, giỡn như vậy thôi. Quay sang màn hình ngoài thì chúng ta có một cái điều rất là thú vị, đó chính là một cái kích thước siêu lớn lên đến 3.26 inch theo tỷ lệ dọc lớn nhất trong phân khúc. Với màn hình này thì mình dùng được rất nhiều tác vụ như là chụp ảnh một mình này, chỉ cần đặt điện thoại xuống bàn rồi giơ 5 ngón tay lên là xong. Ra dễ nhất là khi mình thanh toán qua ví điện tử, mình bật màn hình ngoài lên để nhân viên thu ngân quét mã QR đó trong sự ngỡ ngàng luôn. Mình thấy là tính năng này cực kỳ tiện lợi. Mặt khác, màn hình này có độ sáng khá ổn nên các bạn không phải lo về sử dụng khó khăn ở ngoài trời. Tuy nhiên, mình muốn nói về cái tỷ lệ vàng của cái màn hình này hơn. Như các bạn đã biết thì ở thời điểm hiện tại chúng ta lướt YouTube Short rất nhiều, lướt TikTok hay là lướt Facebook Reel cũng nhiều nữa. Vì vậy, với một màn hình như vậy á, thì sau này khi mà Oppo cải tiến về phần mềm á, các bạn chỉ cần lướt lên thôi, chúng ta không cần phải xoay máy lại giống như những chiếc điện thoại sắp sửa ra mắt có màn hình nằm ngang. Thì với một màn hình nằm dọc như vậy, mình thấy là nó sẽ tiện lợi và hữu ích hơn. Camera của Oppo Find 2 Flip gần như là xuất sắc nhất trong phân khúc điện thoại gập dọc tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, chúng ta sẽ có cảm biến chính là IMX890 của Sony, đi kèm với đó là camera góc siêu rộng 80MP là đủ chụp rồi. Oppo cũng trang bị vào đây camera selfie bên trong là IMX709 có chất lượng khá tốt.
nhưng mà mình rất ít dùng nó. Đơn giản là bởi vì dùng camera sau quá mạnh, lại còn có màn ngoài siêu lớn nữa, nên mình selfie hay là mình chụp ảnh thì nó sẽ nét hơn. Còn nếu bạn muốn selfie đông người thì cũng dễ thôi, bật chế độ góc siêu rộng lên rồi chọn vào chức năng chuyển ra màn hình sau. Như vậy là các bạn có thể selfie góc rất rộng mà không cần người khác chụp cho nữa. Tuy nhiên, nói về chất lượng ảnh thì mình thấy hơi thất vọng vì Find 2 Flip dù có cảm biến cao cấp hơn Find 5 Pro nhưng lại thiếu đi cảm biến nhiệt độ màu cơ học ở phía sau. Cho nên khi chụp ngược sáng hay là cần chỉnh màu sắc thì Find 2 Flip chưa thể nào bằng Find 5 Pro được. Bù lại, tổng thể chất lượng ảnh cho ra lại rất đẹp, màu sắc hài hòa do được Hasselblad tối ưu. Lại còn có thêm NPU hình ảnh chuyên biệt là Mari Silicon X nữa, nên khi chụp thiếu sáng thì máy sẽ xử lý rất nhanh, độ chi tiết tốt, ít noise. Nhưng mình vẫn muốn là máy phơi sáng lâu hơn một chút, thêm tầm khoảng 1-2 giây nữa đi thì chất ảnh nó cho ra còn đẹp hơn và tốt hơn nữa. Mình đã nói về điểm mạnh rồi đúng không? Vậy điểm yếu của camera này là gì? Thì rất đơn giản, đó là nó thiếu đi công nghệ chống rung quang học OS. Các bạn có thể tận dụng camera ngoài cũng như là màn hình ngoài để chúng ta quay vlog, nhưng mà khi đi bộ thì nó lại thiếu đi công nghệ chống rung, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng video của chúng ta. Vì xử lý trên Oppo Find 2 Flip là Dimensity 9000 Plus, đối với mình thì nó vừa đủ và nó an toàn. An toàn ở chỗ là cái nhiệt độ cho ra khá thấp và nó không có bị nóng lên quá nhanh dẫn đến hiện tượng là tụt pin. Thứ hai, vì xử lý này nó đủ mạnh, ngang tầm với lại Snapdragon 8 Gen 1, cho nên khi mình chơi Liên Quân hay PUBG thì máy chiến cũng khá mượt. Dù không có chơi game nhiều nhưng mà với cá nhân mình thấy thì cũng đã hài lòng với Find 2 Flip rồi. Nói chung điện thoại gập thì hiệu năng không thể nào bằng dạng thanh được, bởi vì đơn giản là một phần chúng ta đặt pin, một phần thì chúng ta đặt cái màn hình ngoài. Vì vậy nó sẽ không có tản nhiệt tốt như điện thoại dạng thanh được, nên là cái hiệu năng của nó thì cũng chỉ ở mức vừa đủ thôi, không thể nào quá cao được đâu. Có một điểm nữa đó là về phần mềm. Bởi vì đây là lần đầu tiên Oppo tung ra một chiếc điện thoại gập dạng dọc, cho nên phần tối ưu giữa màn hình chính và màn hình phụ vẫn chưa tốt. Khi mà chúng ta sử dụng màn hình phụ bên ngoài quá nhiều thì máy sẽ nóng lên rất nhanh và nó sẽ làm đơ máy. Và mình hy vọng là trong tương lai Oppo sẽ tung ra nhiều bản cập nhật phần mềm để chúng ta có một chiếc điện thoại thực sự là mượt mà. Oppo Find 2 Flip có viên pin là 4300mAh, đi kèm với đó là công nghệ sạc siêu nhanh SuperVOOC 44W. Nếu như so với người bạn đang bán chính hãng tại thị trường Việt Nam thì viên pin này đã áp đảo, đi kèm với đó là một cái thời lượng sạc nhanh gần như là gấp đôi. Vì vậy thì cái phần trải nghiệm pin này nó rất là tốt. Công bằng mà nói, lúc đầu nghe thông số này thì mình nghĩ là máy chắc on screen được 3-4 tiếng thôi, nhưng thật sự cái thời lượng pin này nó cực kỳ trâu, thậm chí là trâu hơn con Oppo Find 5 Pro mà mình đang sử dụng nữa cơ. Find 2 Flip on screen được khoảng hơn 5 tiếng và sạc đầy chỉ trong vòng 1 tiếng thôi. Nói chung mình sử dụng chiếc điện thoại này từ sáng cho đến khoảng 6 giờ chiều thì mình mới phải sạc lại. Mà cái thời lượng pin như vậy thì mình cảm thấy là rất ấn tượng với một chiếc điện thoại gập, lại còn có dung lượng pin không quá cao nữa. Tóm lại, sau hơn một tháng vừa qua khi mình sử dụng Oppo Find 2 Flip thì mình cảm thấy đây là chiếc điện thoại mình hài lòng nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên, nó sẽ có một số điểm mà cần cải thiện như sau. Thứ nhất là những điểm mà Oppo có thể cải thiện được, đó là về phần mềm. Phần mềm làm sao tối ưu được cái phần màn hình ngoài này khi chúng ta sử dụng nó không bị nóng. Thứ hai là vì được trang bị một màn hình ngoài rất to, cho nên là mình hy vọng là Oppo có thể tung ra những phiên bản cập nhật phần mềm để giúp nó chạy tất cả các app ở bên ngoài, đặc biệt là những app hữu ích như là Facebook hay TikTok hay YouTube. Thứ ba là camera này lại thiếu đi công nghệ chống rung quang học OS. Rồi, đó là những chia sẻ, những trải nghiệm của mình trong hơn một tháng qua khi sử dụng Oppo Find 2 Flip này. Còn các bạn có những ý kiến gì về chiếc điện thoại này thì đừng quên chia sẻ phía dưới cho bọn mình cùng biết nhé. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của OFans, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào, bye bye.